tháng 6 năm 1931 liên quan đến vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông. Nguyễn Ái Quốc bị chuyển từ nhà giam của Sở Cảnh sát sang nhà tù Victoria. Ngày 12 tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Đại hội Đảng bộ Liên khu 4 với lời căn dặn: hội thì phải nghị, nghị thì phải quyết, quyết thì phải hành, và nhấn mạnh các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, tức là những người phụ trách vận mệnh an nguy của nước nhà và dân tộc. Vì vậy, mỗi đồng chí phải gắng làm cho đúng năm chữ: chí, nhân, dũng, nghĩa, tiêm. Nếu thiếu một trong năm điều đó, tức là một khuyết điểm to và ảnh hưởng đến công tác. Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 55SL cho phép ông Frey, kiều dân Áo, được nhập quốc tịch Việt Nam và lấy tên là Nguyễn Dân. Báo Nhân dân số 61 ra ngày 12 tháng 6 năm 1952 đăng 4 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh C, B về một số tấm gương anh hùng, trí thức tiêu biểu. Bài Trần Đại Nghĩa nêu tấm gương nhà trí thức Trần Đại Nghĩa, người đã nhiệt tình từ Pháp xin về nước để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến. Bác viết, kỹ sư Nghĩa đã có công to trong việc xây dựng quân giới, luôn luôn gần gũi, giúp đỡ, dạy bảo và học hỏi anh em công nhân, đã thắt chặt lý luận với thực hành. Bài Nguyễn Quốc Trị nêu tấm gương anh hùng thi đua diệt giặc lập công, đã đánh 95 trận từ Bình Trị Thiên đến Việt Bắc, tự mình diệt hơn 200 tên giặc, bị thương nặng 5 lần mà vẫn không rời bộ đội. Đồng chí Quốc Trị được Đại hội Toàn quốc bầu làm anh hùng quân đội. Bài Nhi Đồng với các anh thương binh kể về một nhi đồng khi được gặp anh hùng La Văn Cầu, bị cụt một tay vì đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Nhi Đồng đã viết thư cho người và hứa sẽ ra sức học tập, tăng gia, ủng hộ bộ đội, nhất là các anh thương binh. Bài sau Đại hội Toàn quốc khen ngợi những thành tích mà anh chị em công nhân và lao động trí óc đã đạt được, đồng thời người chỉ ra những khuyết điểm cần phải sửa và tin tưởng chắc chắn anh chị em công nhân lao động trí óc sẽ sửa được, không những thế còn đẩy mạnh phong trào thi đua tiến lên mãi. Ngày 12 tháng 6 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến trụ sở phái đoàn đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hà Nội, chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam và việc thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng ảnh của người cho đồng bào và chiến sĩ đảo Cô Tô, Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Phả, lực lượng vũ trang đảo Thanh Lân, Ngọc Vừng, Hòn Rêu. Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2010 và Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2009.